Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị khóa 13, nghị quyết của Thường vụ Quân ủy Trung ương trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt 4 chuyên đề: chỉ thị số 27 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ thị số 29 ngày 5 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; kết luận số 69 ngày 11 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 20 ngày 1 tháng 11 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về phát triển khoa học công nghệ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; kết luận số 66 ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Bộ Chính trị về định hướng ứng xử của ta với sáng kiến của các nước lớn, đối tác quan trọng; kết luận số 71 ngày 16 tháng 2 năm 2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội 13 của Đảng. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được thông tin về thành tựu đối ngoại Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của tiểu ban nhân sự Đại hội 14 về một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 của Đảng. Thông qua nghiên cứu quán triệt, học tập các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp, nắm vững nội dung cơ bản về nhiệm vụ giải pháp của các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị khóa 13. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thực tế của cơ quan đơn vị và địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết, đại hội các cấp đã đề ra. Thưa quý vị, xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, sức trẻ, tâm huyết thì mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao? Thực hiện nghị quyết số 06 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của tỉnh ủy Lai Châu về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã giai đoạn 2021-2025, định hướng tới năm 2030, huyện Sìn Hồ luôn quan tâm chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số vừa có đức, vừa có tài, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện Sìn Hồ đã đạt được những kết quả quan trọng. Chất lượng, số lượng cán bộ là người dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Bùi Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Sìn Hồ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, trước tiên xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bùi Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Sìn Hồ đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Xin đồng chí cho biết khái quát về tình hình đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Trong những năm qua thì huyện ủy luôn quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đối với cán bộ người dân tộc thiểu số của huyện Sìn Hồ, nhất là đối với các cái chức danh chủ chốt trên địa bàn của huyện. Hiện nay thì trên địa bàn của huyện gồm có 64 tổ chức đảng, trong đó thì có 25 đảng bộ các xã và 3 đảng bộ lực lượng vũ trang trực thuộc và 39 chi bộ trực thuộc huyện ủy, và có 329 chi bộ trực thuộc đảng các xã, và với 22 xã thị trấn thì tổng số là 65 cán bộ chủ chốt cấp xã, thì trong đó là có 60 cán bộ là người dân tộc thiểu số. Đối với ban chấp hành đảng bộ huyện thì hiện nay thì có 36 đồng chí, thì có 17 đồng chí là cán bộ dân tộc thiểu số. Trong tập thể ban thường vụ huyện ủy thì có 11 đồng chí, thì hiện nay có 5 đồng chí là cán bộ dân tộc thiểu số, trong đó có một đồng chí nữ là cán bộ người dân tộc Mông ở trong thường trực của Ủy ban nhân dân huyện. Và đối với các cái phòng ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện gồm có 33 phòng ban, thì trong đó thì có 17 đồng chí là cán bộ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số. Xin đồng chí cho biết thì để thực hiện cái nghị quyết 06 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt
cấp xã là người dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 thì Đảng bộ huyện Sìn Hồ đã triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ cụ thể như nào? Từ khi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành cái nghị quyết số 06 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số của cái giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 thì Ban Thường vụ huyện ủy và huyện ủy cũng đã nghiêm túc tổ chức quán triệt triển khai nghị quyết đến các cấp ủy tổ chức đảng trên địa bàn toàn huyện và cũng đã chỉ đạo và xây dựng cái kế hoạch cụ thể hóa các cái chỉ tiêu, đặc biệt là các cái nhiệm vụ giải pháp để thực hiện hiệu quả nghị quyết số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trên địa bàn toàn huyện. Trong đó, huyện ủy cũng như là Ban Thường vụ huyện ủy đã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của các cấp ủy từ huyện đến cơ sở để thực hiện cụ thể hóa các cái chỉ tiêu, nhất là quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số, trong đó có cả cán bộ là nữ, là người dân tộc thiểu số. Xin đồng chí có thể cho biết những kết quả nổi bật sau hơn 3 năm thực hiện cái nghị quyết 06 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trên địa bàn huyện Sìn Hồ. Sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện ủy Sìn Hồ có những cái kết quả nổi bật, đặc biệt là đối với các cái chức danh chủ chốt của cấp xã. Hiện nay trên địa bàn toàn huyện thì có 22 xã thị trấn, gồm có 65 các đồng chí là cán bộ chủ chốt các xã, thì trong đó là có 60 đồng chí là cán bộ là người dân tộc thiểu số. Và đối với các cái phòng ban chuyên môn thì hiện nay thì đã có 17 trên 33 đồng chí là lãnh đạo của các cái đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đã được đảm bảo theo tỷ lệ cơ cấu thành phần dân tộc theo đúng cái cơ cấu sau khi Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đảm bảo cơ cấu hài hòa giữa các cái dân tộc trên địa bàn toàn huyện. Ở bên cạnh đó thì huyện ủy đã luôn quan tâm đến công tác quy hoạch và công tác đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số. Trong cái thời gian vừa qua thì tỷ lệ cán bộ dân tộc thiểu số, nhất là đối với các cái chức danh chủ chốt của các phòng ban rồi là các cái xã thị trấn đã cơ bản đã đào tạo được rất là đồng bộ. Hiện nay thì 100% là cán bộ chủ chốt các xã cũng như các phòng ban về đã được trang bị về từ trung cấp lý luận chính trị trở lên, và trong đó là có 20% là đã được đào tạo ở cao cấp lý luận chính trị, còn lại là 100% là từ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Và đối với các cái chức danh chủ chốt các xã thì hiện nay về trình độ chuyên môn về đại học đã được từ 20-25%. Công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, phải nói rằng là huyện cũng rất là quan tâm, nhất là đội ngũ kế cận, rồi là cái công tác rà soát, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá bố trí cũng như là bổ nhiệm cán bộ luôn được thường xuyên và kịp thời. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Thực hiện quá trình chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, khách quan theo xu thế của thời đại. Do đó, những năm qua, cấp ủy và chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các địa phương, cơ quan, đơn vị, cũng như doanh nghiệp, tạo đòn bẩy trong phát triển kinh tế của tỉnh. Tại trụ sở xã San Thàng, bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng cung cách giao dịch, thái độ ứng xử, văn hóa giao tiếp trong quá trình tiếp công dân, chính quyền đặc biệt quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành. Hưởng ứng chung với phong trào của toàn tỉnh cũng như thành phố chỉ đạo về công tác chuyển đổi số ở xã San Thàng được triển khai tương đối đồng bộ ở tất cả khâu. Thứ nhất, từ khâu giải quyết các thủ tục hành chính được áp dụng kịp thời. Thứ hai là vận động bà con nhân dân trên địa bàn tăng cường công tác áp dụng chuyển đổi số. Đặc biệt trong đó là xã San Thàng có chợ đêm và chợ phiên San Thàng, thì các gian hàng đã có mã QR để bà con nhân dân có thể quét để giao dịch điện tử. Đây là một điều kiện thuận lợi và đảm bảo cái việc không sử dụng tiền mặt. Rồi việc nữa là trên cơ sở ứng dụng các công nghệ thì hướng dẫn bà con nhân dân áp dụng công nghệ để khai thác các thông tin, tuyên truyền để triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào trong cái việc sản xuất nông nghiệp.
trên địa bàn. Thôi đến nhân xá để làm giấy tờ cho gia đình thì cũng thấy xá nhiệt tình, giúp đỡ rất nhiệt tình. Năm 2023, cùng với thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, công tác chuyển đổi số trên địa bàn cũng đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Từ nhận thức đến hành động của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân về chuyển đổi số có sự thay đổi. 100% các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ tỉnh, huyện, xã được đầu tư đồng bộ hạ tầng, kết nối số. Các nền tảng phục vụ chính quyền, người dân, doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện. Trên 41% số hộ được phủ mạng Internet băng thông rộng, cáp quang, 53,4% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử, 100% các trường học, cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở. Đối với công tác triển khai nhiệm vụ số, thực hiện nhất là cái nghị định số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, thì trung tâm ngay khi thực hiện nghị định 107 của Chính phủ quy định là thực hiện đối với bộ phận một cửa các cấp phải thực hiện nhiệm vụ số hóa. Sau khi được văn phòng ban tỉnh và chỉ đạo các trung tâm cũng đã tham mưu về cái cơ sở vật chất, con người tập hợp về cơ sở vật chất để phục vụ đầy đủ các loại máy móc để phục vụ cho nhiệm vụ số hóa. Thứ hai là đã cũng phối hợp để tập huấn cho các cán bộ công chức viên chức người lao động làm bộ phận một cửa tại trung tâm thực hiện các nhiệm vụ số hóa đưa vào kho lưu trữ để trong quá trình tác nghiệp để thực hiện những việc thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại trung tâm. Để đạt được kết quả đó, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuyển đổi số trên các nền tảng mạng xã hội, kênh thông tin truyền thông đại chúng gắn với phát động phong trào thi đua hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia, ngày tiêu dùng số. Quan tâm đầu tư đồng bộ về hạ tầng số, kỹ thuật số, tạo điều kiện thực hiện dữ liệu số, nền tảng số, kinh tế số. Đặc biệt là trong đó quan tâm đến công tác cải cách hành chính với hệ thống dịch vụ công trực tuyến, một cửa liên thông. Phấn đấu trong năm 2024 hoàn thiện Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Lai Châu và Trung tâm Lưu trữ điện tử và Giám sát an ninh mạng tỉnh Lai Châu. Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, đặc biệt là bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong 5 năm qua, số lượng học sinh đoạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia của tỉnh tăng lên rõ rệt. Toàn tỉnh đã có 1.666 học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, 37 trên 230 học sinh dự thi đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, với 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 28 giải khuyến khích. Thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, tạo điều kiện cho cán bộ, quản lý giáo viên tham gia giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị trường học trong và ngoài tỉnh. Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh để tạo nguồn học sinh giỏi có chất lượng cho kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và hơn nữa là phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Trong tháng 3 năm 2024, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện bắt 52 vụ, 71 đối tượng, thu hơn 2.800 gram heroin, 3.200 cây thuốc phiện, gần 54 gram ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan khác. Phát hiện 25 vụ vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, trong đó khởi tố 2 vụ, đang tiếp tục điều tra 1 trên 8 đối tượng vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Xử phạt vi phạm hành chính 19 vụ với tổng số tiền xử phạt là 41,65 triệu đồng. Đã tham mưu chính quyền địa phương ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với 3 cơ sở hành nghề y tư nhân và cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp về hành vi không có giấy phép đăng ký kinh doanh, không có giấy phép hoạt động, không có giấy khám sức khỏe, không niêm yết nội quy và bảng giá công khai. Ngoài ra, bắt mở rộng khởi tố 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng đã phát hiện xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến vi phạm quy định về môi trường, 3 vụ, 3 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt là trên 460 triệu đồng. Thưa quý vị, tháng 3, nhiều đoàn du khách thập phương về với Điện Biên đều mang trong mình những xúc cảm riêng. Người về thăm lại chiến trường xưa, thăm đồng đội, người tìm về tri ân và tìm hiểu lịch sử, văn hóa, mảnh đất con người. Nhưng mà điểm chung, đó là niềm tự hào, mang tên Điện Biên. Ngày 22 tháng 5 năm 1954, khi chiến trường còn vương mùi thuốc súng và tàn tích chiến tranh, một lễ cưới đặc biệt giữa nữ quân y Nguyễn Thị Ngọc Toản thuộc đội điều trị 2 trong chiến dịch Điện Biên Phủ và đại đoàn phó đại đoàn quân tiên phong Cao Văn Khánh đã diễn ra ngay tại hầm Đờ Cát Ri. 70 năm sau ngày giải phóng Điện Biên,
vượt khoảng 2.000 km từ thành phố Hồ Chí Minh. Nữ quân y ngày ấy đã trở về thăm lại chiến trường xưa. Ở độ tuổi 94, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, nhưng bà đã thực hiện được tâm nguyện thắp nén nhang tưởng niệm cho các chiến sĩ, đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1. Giây phút xúc động, nghẹn ngào, xen lẫn niềm tự hào về một Điện Biên hôm nay trào dâng trong tâm trí bà Toàn. Đến thăm Điện Biên Phủ, thế là vấn đề là thế tôi có đi nhân dịp này. Thế là vui lắm, Điện Biên thì nó đẹp lắm, mà vẫn nên nhiều, rất nhiều người muốn đến Điện Biên. Quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ những ngày tháng 3 này luôn có rất đông du khách thập phương đến thăm. Trong dòng người đó có nhiều đoàn cựu chiến binh với xúc cảm đặc biệt. Dẫu mỗi người ở độ tuổi khác nhau, từng chiến đấu ở những chiến trường khác nhau, song điểm chung ở họ khi tới đây là niềm tự hào về một Điện Biên anh dũng trong thời chiến cũng như thời bình. Hôm nay chúng tôi cán bộ, hội viên, hội cựu chiến binh huyện Thường Tín rất vinh dự được trở lại thăm Điện Biên, thấy Điện Biên ngày càng đổi mới và từ đó càng thấy được cái công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho việc giải phóng Điện Biên và cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi rất là xúc động và vui mừng phấn khởi khi được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền và đảng bộ nhân tỉnh Điện Biên đã quan tâm để khôi phục và phát huy được cái di tích lịch sử, một cái chiến công vĩ đại của lịch sử Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong đó có những cái danh lam thắng cảnh và đặc biệt là những cái cơ sở để tôn vinh, tiếp tục tôn vinh và ghi công của các anh hùng liệt sĩ ở chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ, đồi A1 luôn là địa chỉ đỏ, điểm đến đặc biệt của nhiều đoàn du khách thập phương. Trong chuyến về nguồn lần này, bà Võ Thị Hoa cùng với các học viên lớp cử nhân chính trị học phát triển K41B1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đã lựa chọn đồi A1 là nơi trải nghiệm thực tế để sống lại thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc. Qua những chứng tích lịch sử còn lại của chiến tranh như đường hầm, chiếc xe tăng, hố bộc phá đã giúp cho những thành viên trong đoàn có thêm sự hiểu biết về thực tiễn lịch sử và tự hào về đồi A1, bùn, máu và hoa. Thì mỗi một chuyến đi của chúng tôi đều là những cái tích lũy thêm, những cái kinh nghiệm và những cái thực tiễn của cái lịch sử và thực tiễn của hiện tại để cho đưa vào trong cái bài giảng của cái ngành học của chúng tôi, đó là chính trị học. Và cái đó nó củng cố thêm một cái niềm tin và cái sức mạnh của từng cá nhân cũng như là của dân tộc trong cái cuộc chiến sắp tới. Đó là cái cuộc chiến của chúng ta, đó là cuộc chiến để thực hiện cuộc cách mạng để làm sao mà xây dựng được thành công chủ nghĩa xã hội. Và khi đến với Điện Biên này thì chúng tôi mới cảm nhận rõ hơn. Qua sách vở thì chưa cảm nhận rõ được, nhưng đến đây mới cảm nhận được rõ hơn sự hy sinh, sự mất mát và cái sự tinh thần anh dũng kiên cường bất khuất của dân tộc Việt Nam của chúng ta và của các cái chiến sĩ ở cái thời kỳ mà chúng ta thực hiện cái cuộc cách mạng chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngoài đồi A1 thì Nghĩa trang Liệt sĩ A1, đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, những ngày tháng 3 này luôn có những đoàn người tìm về sự tri ân. Rất là tình cờ khi mà đoàn khối của tỉnh Nam Định đã tổ chức một chuyến đi về nguồn đến Điện Biên nhân dịp là kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Và Quỳnh Anh cảm thấy rất là tự hào khi mà mình đã được lãnh đạo tin tưởng và giao cho cái nhiệm vụ là đến đây để có thể là làm phóng sự. Trước hết là làm phóng sự về tuyên truyền cho các bạn đoàn viên thanh niên của tỉnh Nam Định biết được về cái chiến thắng hào hùng của dân tộc. Và trong cái ngày lễ như thế này có rất là nhiều những cái khách du lịch cũng như là rất là nhiều những cái đoàn cựu chiến binh họ đã quay trở về chiến trường xưa. Và nhìn những cái cảm xúc của các bác cựu chiến binh ấy, cái cảm giác là cái đôi mắt rưng rưng ấy khi mà trở về chiến trường xưa ấy, thì bản thân mình cũng cảm thấy rất là cảm động. Mình đến với Điện Biên thứ nhất là vì công việc, nhưng khi mà đặt chân đến đây thì mình cảm thấy thật là rất là cảm động. Sự tri ân, niềm tự hào về lịch sử dân tộc không chỉ có ở những người con đất Việt mà ngay cả với những du khách quốc tế.
Đến Điện Biên dịp này, anh Alexander Valivano cùng với đoàn du khách Ý đã dành nhiều thời gian xem lại những thước phim tư liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ, tham quan khu trưng bày hiện vật và bức tranh panorama tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để tìm hiểu về lịch sử và cảm nhận sự thay đổi mạnh mẽ ở mảnh đất huyền thoại này. Người ở đây rất là mạnh mẽ, vâng linh. Tất cả các đất nước phải tự vâng linh từng bước. Với lại kiểu chính như với chính bản thân mình phải phấn đấu từng ngày từng giờ. Và tôi cảm thấy Điện Biên các bạn làm rất là tốt về điều đó. Tôi cảm thấy rất là tự hào về điều đó. Những ngày tháng 3, khi hoa ban nở trắng núi đồi, mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ bắt đầu chuỗi ngày hội lớn với lễ hội hoa ban, khai mạc năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Rất nhiều đoàn khách khi ngược về miền hoa ban dịp này đã được hòa mình vào những hoạt động văn hóa đặc sắc để có thể trải nghiệm ấn tượng về lịch sử, văn hóa, mảnh đất và con người Điện Biên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.